Hello anh em, lại là mình đây. Khương Keller yêu dấu của anh em đây. Thì Tuliver ra mắt anh em, trang phục Tuliver đấy. Thì nó nằm trong ngày hội mua sắm anh em. Giảm này tới 80%, mình thấy khá ok. Cái bộ Soobin thì mình không có lấy. Cái sự kiện này thì đơn giản thôi anh em. Anh em tìm cho ra bộ Tuliver là anh em mình húp thôi. Ok, làm mới nè. Chỉ sợ là nó mới hoài nó không gà thôi qua ba lượt này là anh em mình phải tốn tiền á, tốn kim cương chứ. Ok, không biết bao giờ mới ra anh em. 9 kim cương nè, bây giờ là mình có 2.000 mốt 84 kim cương, thử bộ này anh em mình mất bao nhiêu ha. Chưa thấy luôn em, hai lượt rồi. À đây đây, mình mất ba lượt để mà đổi ra cái bộ này anh em. Giảm 80% thì mình kiếm mấy cái nào mà nó rẻ nhất anh em. Rẻ anh em mình lấy thôi. Lấy cái gì ta? Cái này thì bao nhiêu kim cương? Ok. Quá ok anh em. Bộ đồ với cái này chỉ hết 335 kim cương thôi. Với 3 lượt. 3 lượt làm mới nữa là nó 27 kim cương anh em. Bộ này 370 kim cương anh em à. Quá đáng tiền. Ok. Còn sự kiện này không nạp thẻ, không biết anh em có nhận được cái quà gì chưa ha. Đăng nhập cái tích lũy các thứ này anh em. Ok, lần này thì cũng không có nhiều hay lắm. Không biết còn cái sự kiện tổ đội dân chơi nữa, không biết anh em tới đâu rồi. Mình thì chưa đến đâu hết anh em. Này, mình mới đến đây. Vậy cái nồi ạ. Ok, lên em, lỡ lên em nha. Chưa chơi được đâu. Ok, nó chỉ như vậy thôi em. Hộp nè, mấy hộp này. Thử vận may thì có được kèm mà bốn vĩnh viễn không anh em. Mà bốn này vĩnh viễn cũng khá là ok. Mài 49 nè, thì cũng cũng ok. Trang bị mài 49 nè. Mở luôn. Thua. Gối này mình mở chưa? Đây đây đây. Ok, phù thủy âm nhạc Tuliver đây anh em. Tay chân đâu hết rồi Ok chưa nào? anh em? Thấy bộ này cũng khá là đẹp ha, nhưng mà cái đầu này thì mình không thích mấy. Cái đầu với cái kính này mình không thích mấy. Ok, nhưng mà nó chỉ có 300 mấy kim cương thôi anh em. Ok, giờ thì mình vào in game cho anh em xem nha. Ok. Đây anh em. Thì cũng khá là đẹp ha. Đồ này nếu mà anh em thích thì anh em có thể lấy. Nó cũng không quá đắt đâu anh em. 80% thì nó chỉ tầm nếu mà anh em đổi không nhiều á thì nó cũng tầm 500 kim cương trở lại thôi. Đây. Ok, thử mình vào test nhanh tí xíu cho anh em xem nha. Thử Kaguya anh em. Mình ít khi nào bắn Kaguya lắm, nhưng mà mùa này nó OP mới á, nó tăng độ chính xác anh em. Tăng cái gì? Tăng xuyên giáp chứ. Xuyên giáp. Bình thường nó xuyên giáp đã ghê rồi anh em. Mà bây giờ tăng xuyên giáp nữa, thử nó như thế nào ha. Ok. Đây, tu liver của anh em này. Né ra này, né ra. Đó. Né ra để tu liver thể hiện. Né ra cho tu liver thể hiện. Được đấy, nhau đấy. Ôi trời ơi, mù mắt thôi. Thay vì mình bắn vô đầu người ta thì mình sẽ bắn vô mình cho nó tình cảm anh em. Trời ơi, sao mà giết con cáo.
Bên mới mình bắn chuối vậy nè. Cái gầu da này thì mình mới quay hôm qua được mấy ngày. Thằng hại tóc bắn. À, mày bắn tao. Gầu da nó tăng sức mạnh thì nó còn gì bằng. Quá đỉnh, quá ok. Úi trời ơi. Nè, cho mình với bạn hồi sinh ngay đây luôn chứ hả? Có duyên. Thôi là có duyên thôi. Có duyên thì chứ. Ok, đi em một bạn nữa thôi nè. Bạn bò. Cho bạn bò bắn của mình. Bò xấu xa. Em thấy cái bộ này như thế nào, em sở hữu với bao nhiêu kim cương thì để lại với bình luận cho mọi người cùng biết nha. Gà quá thì anh em thông cảm nha. Anh em xem cái bộ đồ này. Ồ, có cái gì trên đây nữa nè. Cái này là cái gì anh em? Cái này là cái gì? Hiệu ứng của bộ đồ hả? Hay là sao? Anh biết có cái gì thì để lại bình luận nha. Mình không biết cái gì đó luôn á. Để anh em mình xem lại nha. Thấy cũng khá là ok ha. Ok. Video hôm nay đến đây thôi anh em. Mà còn test chi tiết trong thực chiến thì anh em mình để video sau nha. Ok. Trước khi kết thúc video thì anh em nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Bấm luôn nút chuông thông báo nha. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo.